Theo thông báo mới nhất từ cơ quan quản lý kênh đào Panama PCA, lưu lượng tàu qua kênh đào này đã giảm 29% trong 12 tháng qua. Do đó, khối lượng hàng hóa lưu thông cũng giảm 17% xuống còn 423 triệu tấn. Kênh đào Panama là kênh nước ngọt, phụ thuộc vào hai hồ chứa. Trong suốt một năm qua, kênh đào này phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ do hạn hán kéo dài liên quan đến hiện tượng khí hậu El Nino cũng như biến đổi khí hậu toàn cầu. Để ứng phó, PCA đã phải giảm số lượng tàu qua lại kênh đào mỗi ngày từ 38 xuống còn 22 tàu. Hồi tháng 7, PCA đã thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 1,6 tỷ đô xây dựng hồ chứa nước mới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nước ngọt cho người dân cũng như cho tuyến đường thủy liên đại dương nói trên. PCA hy vọng nhờ các động thái trên, hoạt động của kênh đào Panama sẽ phục hồi vào năm 2025. Cơ quan này cũng dự báo kênh đào Panama sẽ đạt doanh thu kỷ lục 5,62 tỷ đô vào năm tới với lưu lượng 13.900 tàu và 520 triệu tấn hàng hóa.